biết đủ thì mãn túc. Có một người mù, mắt không nhìn thấy, anh ta bày một cái quầy nho nhỏ như thế này bên đường, giống như chỗ này vậy. Anh ta bày nhiều món đồ khác nhau, đồ dùng gia đình, dây thun, kim chỉ này kia. Nhiều khách qua đường đến mua giúp cho anh, các bà nội trợ đến mua thứ này thứ kia. Tôi cũng mua giùm anh ta rất nhiều. Lúc đó tôi không biết mua những thứ đó để làm gì, vì ở đây tôi không có thời gian may quần áo. Cũng có một sư tỷ là thợ may, nhưng tôi không cần phải may giá gì cả. Lúc này tôi bảo họ may cho tôi mấy bộ quần áo giản dị, thứ mà tôi có thể mặc, không màu mè quá. Thế nhưng họ vẫn lén để hoa vào. Mấy bộ mới này trông đỡ hơn chút, nhưng họ lại may nhiều quá. Hôm nay tôi không biết phải mặc cái nào. Anh ta biết rõ tất cả các món hàng anh bán và thuộc lòng giá cả mọi thứ. Chỉ cần đưa tiền vào tay anh ta, anh sờ là biết ngay bao nhiêu tiền. Không sai chút nào, bởi vì chúng tôi mua rất nhiều, anh ta rất vui. Chúng tôi cứ mua và để anh ta sờ từng cái. Anh bảo chúng tôi bao nhiêu tiền thì viết ra để lát sau cộng lại. Anh tính nhẩm còn nhanh hơn chúng tôi. Anh ta nói cái này 20 đồng, rồi sờ tiếp cái khác, 30 đồng nữa là 50 đồng, rồi sờ tiếp, cái này nữa là 67 đồng. Anh ta không cần máy tính, giỏi thật. Anh ta ngồi đó buôn bán rất là vui vẻ. Tôi rất cảm động, rất cảm động. Tôi trả thêm cho anh ta rất nhiều tiền. Anh ta cảm ơn tôi. Anh rất biết ơn và không từ chối nhã ý của tôi. Anh cũng luôn tươi cười. Tôi sang bên cạnh mua một ít đồ ngọt thuần chay cho anh ta ăn. Anh ta vui mừng đón nhận. Tôi rất cảm động vì mắt anh ta không thấy được. Anh có thể mượn cớ đó để lãnh tiền của chính phủ, hiểu không? Nhưng anh ta tự buôn bán, tự kiếm sống. Thật vô cùng cảm động. Anh ta không phải người thường. Anh ta xuống thế giới này để làm gương cho chúng ta. Làm gương cho những người làm biếng, cho những người không thanh liêm. Anh dạy chúng ta biết tri túc và vui vẻ. Biết đủ thì mãn túc. Không biết đủ thì khi nào mới thấy đủ? Nếu mình cứ muốn nhiều thì sẽ cứ muốn hoài mà không đủ. Chúng ta sẽ mãi mãi không mãn túc. Cho nên mình có bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu, sống cuộc đời giản dị. Như vậy buổi tối đi ngủ không phải sợ chủ nợ tới đòi, không lo ngày mai trả nợ ra sao. Tôi cũng biết là bây giờ quý vị sống đơn giản nhiều rồi, phải không? Đồng tu đó, đúng không? Đời sống càng giản dị thì càng vui vẻ. Quý vị có cảm thấy như vậy không? Không thấy xấu hổ với hàng xóm sao? Không thấy mất mặt hả? Đó là thái độ đúng đắn, một thái độ hữu ích, phải không? Chấp nhận và tin tưởng vào thiên đàng. Mặc dù đôi khi chúng ta có một nơi mà mình cảm thấy không vừa ý, nhưng dù sao mình tin rằng nơi đó là dành cho mình bởi vì thiên đàng muốn cho mình nơi đó. Hoặc mình tin tưởng Thượng Đế, hay tin tưởng thiên đàng, hay tin tưởng lực lượng minh sư, và dù thế nào cũng chấp nhận. Rồi sau này, dù có xấu, nó cũng sẽ trở nên tốt. Hoặc bằng cách nào đó, chúng ta sẽ dùng nó như một bước đệm để đến được chỗ tốt hơn. Bởi vì mình đã thi đậu, hoặc có lẽ bởi vì mình rất thiên về tâm linh, làm thiên đàng cảm động. Tôi cũng vậy. Bất cứ nơi nào dành cho tôi, bất cứ gì, và đó là cho mục đích tâm linh, thì tôi sẽ ở lại. Dù chỗ khác có tốt hơn, thuận lợi hơn và đẹp hơn hoặc tiện nghi hơn, nhưng nếu không mạnh về tâm linh, không có chút tâm linh nào, hoặc không đủ mạnh so với những nơi khác không được tốt lắm, thì tôi sẽ không bao giờ dọn đến nơi tốt hơn đó. Tôi luôn như vậy từ lúc bắt đầu tu hành. Và tôi luôn được một nơi tốt hơn và tốt hơn mãi. Dù tôi phải di chuyển nhiều, nhưng lúc nào cũng tốt hơn. Nhưng vài người thị giả của tôi trước đây họ không nghĩ như vậy, vì họ thích phòng này hơn hay phòng kia hơn. Rồi nếu tôi bảo họ dời chỗ vì lợi ích cho chính họ, đôi khi vì phong thủy, đôi khi để tu hành tốt hơn, hay đôi khi để giữa chúng tôi được hòa hợp hơn, nhưng họ không muốn dời đi. Hay chỉ dời một chút, để thứ gì ở đó, chỉ để lui tới, nhưng vẫn bị ràng buộc với căn phòng trước,
căn phòng mà theo ý cô ấy hay anh ấy là tốt hơn. Thấy không, họ gọi tôi là sư phụ, nhưng không phải lúc nào họ cũng nghe lời. Ngã chấp là một thứ khủng khiếp. Dù đích thân tôi nói, ví dụ một trong những thị giả vẫn không chịu dời chỗ. Quý vị nghĩ sao? Nếu dựa vào trực giác thì cô ta thậm chí còn không biết mình nên ở đâu, làm gì. Tôi cảm thấy rất tội nghiệp cho loại người này. Bởi vì một khi quý vị bỏ lỡ bước đó, bước tiếp theo quý vị cũng sẽ bỏ lỡ. Dù cho nó có tệ hơn cho quý vị cảm thấy nơi đó không được riêng tư, không đủ riêng tư hay không đủ đẹp, hay bất cứ gì theo quan điểm của quý vị, thì cứ dời đi, rồi lần tới quý vị sẽ có một chỗ tốt hơn. Bởi vì như là bậc thang vậy, quý vị sẽ đi lên, 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 lên. Đôi khi quý vị đi đến nơi nào đó, nhưng đây chỉ là để bắt đầu một cái gì khác, hoặc quý vị gặp ai đó chỉ là để gặp một người khác. Cho nên chỉ cần kiên nhẫn, chấp nhận và biết ơn bất cứ điều gì. Chấp nhận hoàn cảnh hiện tại. Chúng ta thế nào thì là thế đó. Thượng Đế sẽ đặt chúng ta vào bất cứ vị trí nào tốt cho chúng ta. Cho nên hãy chấp nhận hoàn cảnh hiện tại. Và khi nào tình trạng xoay chuyển, nó sẽ xoay chuyển. Nếu không, cũng không sao. Vâng. Sư phụ có nghĩ là ngài bây giờ đã dừng lại một lúc. Việc tiết lộ ngài là một minh sư ở đẳng cấp này. Sư phụ, tôi ngừng tiến bộ. Không, 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 không. Dĩ nhiên, mình không ngừng. Có thể chậm lại, nhưng không bao giờ ngừng. Có thể chịu khổ nhiều hơn trong lúc tiến triển vì kéo theo hành lý của người khác, nhưng không bao giờ ngừng. Là một minh sư, quý vị không thể nào làm vui lòng mọi người. Khi tôi mặc y phục Phật giáo, họ nói, tại sao ngài mặc y phục Phật giáo khi nói ngài cũng là người Thiên Chúa giáo? Tôi nói không thể mặc nửa này nửa kia, nửa ni ở đây và nửa tăng ở đó. Rồi họ nói, tại sao ngài không mặc giống như chúng tôi để chúng tôi cảm thấy gần gũi hơn? Rồi khi tôi ăn mặc gần gũi hơn với quý vị thì họ nói, tại sao ngài ăn mặc như vậy? Ôi, quý vị không thể nào làm vừa lòng mọi người. Bây giờ tôi trang điểm thì họ nói, tại sao ngài trang điểm? Quý vị không thể nào hoàn toàn làm hài lòng mọi người, bởi vì quý vị ở một vị trí cao. Nếu quý vị vô danh, quý vị muốn làm gì thì làm, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn, đi đâu cũng không ai biết. Nói quý vị hay, tốt hơn tôi nên ở với chồng xưa của tôi. Tôi hối tiếc đã rời ông. Dĩ nhiên giờ tôi phải làm công việc này, nhưng giờ tôi không thể ngừng, quá trễ rồi. Hơn nữa không phải tôi muốn ngừng là có thể ngừng. Nhưng ý tôi nói là bất cứ điều gì Thượng Đế muốn mình làm, mình sẽ làm, dù muốn hay không. Cho nên cứ chấp nhận mình và không cần mong ước gì cả. Dù là tâm linh hay vật chất, nó sẽ tự đến. Chấp nhận chính mình. Dĩ nhiên chúng ta có những cái gì đó mà bản thân mình không ưa. Nhưng rồi chúng ta là ai mà có quyền phán xét mình? Thượng Đế bảo chớ phán xét, không phải chỉ là không phán xét kẻ khác, mà cũng đừng phán xét bản thân. Hãy cố gắng hết sức làm những gì khiến quý vị cảm thấy thoải mái. Bất cứ gì quý vị có thể thay đổi, nếu điều đó làm cho quý vị cảm thấy dễ chịu thì thay đổi. Nếu thay đổi mà không làm quý vị cảm thấy dễ chịu thì dù bao nhiêu người nói cũng đừng thay đổi. Hãy tha thứ cho mình và vui hưởng. Vui hưởng những gì quý vị có và ráng đừng để ý nhiều tới những cái xấu của bản thân mà quý vị cảm thấy không ưa. Xét cho cùng, Thượng Đế sinh chúng ta ra đủ mọi màu da, đủ mọi cá tính để chúng ta có thể sống một cuộc đời tràn đầy màu sắc. Cho nên hãy chấp nhận mình, chấp nhận những khuyết điểm của bản thân, không cần phải hoàn mỹ. Cả vũ trụ biết quý vị đang cố gắng hết mình. Nếu không, quý vị đã không có mặt ở đây. Quý vị đã không đau khổ bởi những cái kêu bằng khiếm khuyết của bản thân. Mọi người biết. Thành ra không có sao, hãy chấp nhận mình. Bởi vì giàu gì đi nữa, quý vị cũng là hoàn mỹ. Người nào dám phán xét quý vị? Hãy để kẻ không có tội ném viên đá đầu tiên. Tôi không phải là người ném viên đá đó. Luôn thành thật với chính mình.
Tôi phải nói cho quý vị biết tình thương chân thật bắt đầu từ chính mình. Đó là chân lý duy nhất mà tôi có thể nói với quý vị. Đừng cho rằng mình luôn luôn phải làm vừa lòng người khác. Làm vừa lòng kẻ khác mà bị loét bao tử thì như vậy có tốt chăng? Hoặc giả quý vị nuốt cơn giận vào trong người, như vậy tốt chăng? Quý vị cũng là Phật, tại sao phải trả một giá đắt như vậy khi không cần thiết? Nếu nó thật sự cần thiết và người khác sẽ chết nếu quý vị không làm vậy, thì quý vị có thể xét lại, coi họ có quan trọng hơn chính mình hay không. Nhưng quý vị không cần phải chạy loanh quanh, chăm sóc nghiệp chướng của người khác. Quý vị đã có đủ nghiệp chướng của chính mình rồi. Cho nên dù là một cuộc hôn nhân, một sự dàn xếp, một sự liên hệ hay một cuộc làm ăn thương mại, hãy chắc chắn rằng quý vị sẽ đạt được kết quả tốt đẹp nhất. Đó mới thật sự là cách phụng sự nhân loại. Bởi vì nếu quý vị không có được hạnh phúc trong hôn nhân và luôn để cho người phó ngẫu chèn ép mình, một ngày nào đó quý vị sẽ suy hoại hoặc bùng nổ, rồi cuối cùng cũng đi đến ly dị. Dù rằng lúc đó đã quá trễ, nhưng chẳng thà muộn còn hơn không. Nếu thật sự đã đến mức không chịu đựng nổi và không hòa giải được thì phải ra đi thôi. Chăm sóc chính mình trước, rồi quý vị mới có thể nghĩ đến việc nên tiếp tục hay không, hoặc có nên bắt đầu một cuộc sống mới. Bất cứ việc gì cũng có thể thay đổi được, bất cứ điều gì cũng có thể an bài, sắp xếp lại được. Đó là cách chúng ta học hỏi. Nếu quý vị làm lỗi, không sao, hãy nhận lỗi và thay đổi. Đừng tiếp tục làm lỗi này và hy sinh cho điều này, việc nọ hay chuyện kia. Giả sử như hôn nhân của quý vị không được hạnh phúc và người phó ngẫu luôn luôn lợi dụng quý vị, và rồi quý vị là kẻ duy nhất cảm thấy cay đắng và bị ngược đãi hay bị đánh đập. Nếu tình trạng cứ tiếp tục như vậy thì lợi ích gì? Có thể quý vị nghĩ rằng người kế tiếp còn tệ hơn, nhưng đâu có chắc như vậy. Quý vị có thể thử xem, và nếu tình trạng tệ hơn thì quý vị có thể nói, ồ, nó tệ hơn. Khi đó quý vị sẽ biết. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, quý vị phải lo chăm sóc chính mình để đạt được kết quả tốt đẹp nhất. Nhưng không phải là lợi dụng hay bước qua xác chết kẻ khác để đạt được mục đích mình mong muốn. Chỉ là quý vị phải thành thật với chính mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Và người kia cũng phải thành thật với chính họ. Bằng không, nếu họ giả vờ hoặc xử sự theo kiểu đạo đức giả, thì đó là chuyện của họ. Ít nhất quý vị cũng biết lập trường của mình. Người này không thể hòa hợp với mình, như vậy tốt hơn là mình tìm cách sắp xếp khác, hay là chờ cho đến khi họ thay đổi hoặc trở nên thành thật với chính họ, rồi mình có thể nói chuyện lại. Đối với người bạn đời, một cuộc giao dịch thương mại hay bất cứ chuyện gì cũng vậy, quý vị phải luôn luôn thành thật với chính mình, bởi vì chúng ta tu chân lý. Nếu quý vị không tự thành thật với chính mình ngay bây giờ, thì đợi đến lúc nào? Quý vị sẽ thành thật với chính mình khi lên thiên đàng chăng? Ở đó quý vị không cần phải làm gì nữa. Khi đó chúng ta đã chấm dứt công việc của mình và không có chuyện gì khác để làm. Cho nên bất cứ điều gì quý vị muốn làm, cứ làm nếu quý vị có mục đích đúng đắn. Quý vị cần phải thành thật với chính mình và với cảm giác của mình. Luôn giữ tâm vui vẻ và lạc quan. Nghe nói từ trường của mọi người khác nhau, nên có một khoa học gia, bác sĩ Kha Thi, đã thử nghiệm để chứng minh điều này. Ông thử nghiệm với nhiều loại người khác nhau. Chẳng hạn, ông tìm đến những người lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ và khẳng định, rồi ông sưu tập không khí họ thở. Thử nghiệm thì thấy không khí này có màu trắng. Sau đó, ông đi tìm vài vị Phật áo não, những người mặt châu mài dài, và thử nghiệm không khí họ thở. Ông thấy màu sắc khác hẳn, màu xám xịt và trông không đẹp. Ông lại đi kiếm những người thường hay tức giận, không khí họ thở có màu vàng đậm, nâu đỏ hay cam đỏ. Ý tôi là vàng sậm, rất tối. Rồi cuối cùng ông đi tìm những người hay nguyền rủa, nói xấu người khác, muốn người ta chết, lấy không khí họ thở làm thí nghiệm. Kết quả là màu đen hoặc nâu, màu nâu rất đậm. Ông đem không khí màu đen, màu đỏ chích vào con chuột,
thì chỉ mấy phút sau con chuột chết. Tuy nhiên những con chuột bị chích với các mẫu không khí khác, chích không khí trắng trơn, trong sáng hơn thì chuột không chết. Còn chích không khí màu đen hay màu cà phê, chẳng bao lâu thì con chuột giãng sanh. Ồ, ai cũng biết chuyện này, nhưng không ngờ ông lại chứng minh ra được bằng thí nghiệm là con người thật sự có phát ra một bầu không khí. Sư phụ thường nói là ngồi bên cạnh một người quý vị sẽ lãnh một nửa nghiệp chướng của họ, cho nên không thể nói không có cộng nghiệp. Đôi khi chúng ta tới một chỗ nào đó, khi trở về cảm thấy rất mệt, đi một chỗ khác khi về lại cảm thấy thoải mái. Mọi người đều có Thượng Đế bên trong, điều đó đúng. Nhưng từ trường mà chúng ta phát ra không phải của Thượng Đế. Nó không phát ra từ phẩm chất thầm thâm bên trong, mà là phát ra những ý niệm đen tối của chúng ta ở bên ngoài. Tuy chúng ta có bảo tàng, nhưng chúng ta không dùng, nên cũng giống như một người nghèo. Tình trạng là như vậy, và đây là lý do mà quý vị thấy rất mệt khi phải trà trộn với những người khác. Không phải bên trong họ không có Thượng Đế, chỉ là họ không phát phẩm chất này ra cho quý vị. Thay vì vậy, họ cho quý vị những thùng rác hắc ám, dơ giấy ở bên ngoài. Họ không dẫn quý vị vào cung điện bên trong của họ, mà đem rác rưởi ném ở trước cửa cho quý vị. Luôn luôn nghĩ là mình may mắn chừng nào. Tôi cũng phải hy sinh rất nhiều. Hy sinh sức khỏe, sự an vui về tinh thần, sự lành mạnh về tâm trí, sự tự do của tôi. Rất nhiều thứ. Chúng ta phải làm việc với nhau bởi vì địa cầu có rất nhiều nghiệp chướng. Không phải mẹ địa cầu, không phải địa cầu, mà là những người sống trên đó có nghiệp chướng rất nặng nề. Do đó, bất cứ gì chúng ta muốn làm để giúp họ đều tạo rất nhiều rắc rối, khơi dậy rất nhiều sự vay trả của nghiệp quả. Có lẽ quý vị không cảm thấy, nhưng tôi cảm nhận được. Cho nên mỗi vấn đề nhỏ, quý vị hãy cố gắng khắc phục. Luôn luôn nghĩ là mình may mắn biết bao. Thật vậy, dù hoàn cảnh xấu thế nào, vẫn có người có hoàn cảnh tệ hơn thế, phải không? Tệ hơn mình nhiều. Nếu quý vị còn trẻ, ít ra quý vị còn trẻ, thấy không? Anh ta còn đỡ hơn tôi và bà ấy, phải không? Và nếu tôi già, tôi vẫn nghĩ có người còn già hơn tôi một tuổi, thí dụ vậy. Hoặc tệ hơn, 70, 80, 90, 100, ai biết được. Nhưng lúc họ 90 tuổi, họ nghĩ có người còn 100 tuổi hoặc lớn tuổi hơn. Cho nên đây thật sự là lực lượng phủ định đang gây rắc rối cho mọi người. Để ngay cả khi quý vị may mắn, quý vị thậm chí cũng không nghĩ rằng mình may mắn. Than gian, than phiền, cần thứ này, thứ nọ. Nhà của chúng ta rất nhỏ, nếu tôi tiếp tục có nhu cầu thì sẽ không có chỗ cho quý vị đến nữa. Bởi vì nhu cầu phải ở trong phòng, càng có nhu cầu thì càng phải cung cấp cho nhu cầu của mình. Hiểu ý tôi nói không? Những rắc rối của chúng ta không bao giờ hết, cho nên hãy vui lòng với bất cứ gì. Trích đoạn lời của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.